Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng sâu đắc nhiệm màu. Trong ngày mỗi kêu khó tìm cầu, hôm nay nghe tán chuyên trị tụng, nguyện tỏ như lai nghị nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Kim Quang Minh, quyển 3, phẩm 10. Quỷ thần tán chỉ. Bây giờ đại tướng quỷ thần tán chỉ cùng với 28 bộ quỷ thần thì tôi chỗ ngồi đồng đứng dậy, trịch vai áo phải, quỳ gối chắp tay mà bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, kinh Kim Quang Minh nhiệm màu này, hoặc đời hiện tại và đời vị lai, bất kỳ chỗ nào, hoặc ở thành thị, hoặc nơi thôn xóm, hoặc chỗ núi rừng, sông đầm, chỗ trống vắng, hoặc trong cung vua, bất luận cái này truyền bá đến đâu, con sẽ cùng với 28 bộ đại quỷ thần này theo đến chỗ đó, ẩn hình ủng hộ cho người nói pháp, tiêu diệt các điều ác, khiến pháp sư ấy được sự an ổn. Đồng thời những người nghe pháp, bất luận đàn ông, đàn bà, con trai, con gái, đối với kinh này cho đến chỉ nghe danh một Như Lai hay nghe danh một vị Bồ Tát mà nghe tên đầu đề kinh này, thọ trì đọc tụng thì con sẽ theo hầu. Thường trực ủng hộ trừ diệt hết các điều ác cho họ, khiến họ an ổn. Kể cả quốc gia, xóm làng, thành quách hoặc nơi cung vua, chỗ có nhà cửa hoặc giữa chỗ trống không đều cũng như vậy. Bà Thế Tôn, và nhân duyên gì con tên đại tướng quỷ thần tán chỉ? Xin Thế Tôn nói rõ chỉ bày cho. Kính bạch Thế Tôn, con biết tất cả pháp và duyên pháp, hiểu rõ toàn thể các pháp, từng phần vị các pháp, như pháp an trú tất cả các pháp, như tánh đối với các pháp, chấp nhận tất cả pháp. Kính bạch Thế Tôn, con hiện thấy ánh sáng trí tuệ không thể nghĩ bàn, đối trí tuệ, hành trí tuệ không thể nghĩ bàn, khối trí tuệ không thể nghĩ bàn, cảnh giới trí tuệ không thể nghĩ bàn. Kính bạch Thế Tôn, con đối với các pháp hiểu biết chân chánh, quán sát chân chánh, phân biệt chân chánh, hiểu rõ các pháp nhân duyên chân chánh, trí giác chân chánh. Kính bạch Thế Tôn, do ý nghĩa đó nên con tên là đại tướng tán chỉ. Kính bạch Thế Tôn, đại tướng tán chỉ con sẽ làm cho người nói pháp này lời lẽ trang nghiêm, biện tài bất tuyệt, chất vị tinh khí đều từ các lỗ chân lông theo vào, làm cho vị ấy thân lực đầy đủ, tâm hồn sáng suốt, thành tựu trí tuệ không thể nghĩ bàn, giữ được chánh niệm. Những việc như vậy đều được đầy đủ, thân tâm vui vẻ, không bị mỏi mệt. Nhờ vậy mà có thể vì các chúng sinh dạ nói kinh này phổ biến rộng rãi. Nếu có chúng sinh nào đã từng ở chỗ trăm ngàn Phật gieo trồng thiện căn, từng người nói pháp này về chúng sinh ấy ở cõi Diêm Phù Đề phổ biến kinh điển niệm màu này không để đoạn tuyệt. Vô lượng chúng sinh nghe được kinh này sẽ được trí tuệ không thể nghĩ bàn, cho nhóm công đức không thể nghĩ bàn. Ở đời vị lai, vô lượng ức kiếp thường được an lạc trong cõi trời, người sẽ gặp chư Phật, mau được chứng thành chánh giác, chánh đẳng chánh giác. Tất cả cảnh khổ trong ba đường ác, vĩnh viễn xa lìa. Nam mô Bảo Hoa Công Đức Hải, Lưu Ly Kim Sơn Quang Chiếu Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri. Nam mô Vô Lượng Bách Thiên Ức Na Do Tha Trang Nghiêm Tỳ Kỳ Thân Thích Ca Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri. Đã đốt lên đuốc pháp diệm màu như thế. Nam mô Đệ Nhất Oai Đức Thành Tựu Chúng Sự Đại Công Đức Thiên. Nam mô Bất Khả Tương Lượng Trí Tuệ Công Đức Thành Tựu Đại Biện Thiên. Phẩm 11 Chánh Luận. Bây giờ Phật bảo Địa Thần Kiên Lao: Quá khứ có vua tên Lực Tôn Tướng, dù có thái tử tên là Tính Tướng, chẳng bao lâu sẽ được kế vương vị thống lãnh quốc gia. Khi ở nhà vua bảo thái tử rằng: Ở đời có bộ chánh luận kéo y cai trị quốc gia. Lúc hồi xưa hồi ta còn là thái tử, khi sắp kế vị, bây giờ phụ vương vì ta đem bộ chánh luận ấy ra giảng nói cho ta nghe. Ta nhờ luận đó trong 2 vạn năm cai trị quốc gia thường được an ổn, chưa từng một niệm làm việc phi pháp và không bao giờ có lòng thiên vị đối với bà con của mình. Những gì gọi là chánh luận trị đời, Kiên Lao đại thần, đó bây giờ vua Lực Tôn Tướng vì thái tử Tính Tướng nói bài kệ này. Ta nay sẽ nói các chánh luận các vua vì lợi chúng sinh, dứt mọi nghi hoặc. Tất cả nhân vương, thiên vương, các cõi cần phải hoan hỷ, chắp tay lắng nghe. Các vua hội họp tại núi Kim Cang, thiên vương hộ thế,
Thưa hỏi Phạm Vương, đấng đại sư Phạm, tự tại trong đời, hay trường nghi hoặc, vì tôi đoạn trừ, vì sao là người, được gọi là trời? Vì sao vua người lại gọi thiên tử? Sinh trong loài người, ở cung điện vua, chánh pháp trị đời, mà gọi là trời. Thiên vương hộ thế hỏi việc ấy rồi, Phạm Thiên Tôn Sư liền nói cả rằng, thì ông nay đây hỏi ta nghĩa ấy, nhưng ta phải vì tất cả chúng sinh trình bày rõ ràng. Thắng luận thứ nhất, nhân vì tập nghiệp sinh trong cõi người, thống lãnh cõi nước nên gọi nhân vương. Khi ở trong thai, chư thiên bảo hộ hoặc bảo hộ trước sau khi nhập thai, tuy sinh trong người được làm vua người, vì được trời hộ nên gọi thiên tử. Trời tam thập tam đều đem phước mình phân cho vị ấy nên gọi thiên tử. Thần lực gia hộ nên được tự tại xa lìa pháp ác, ngăn không cho khởi, an trú thiện pháp, tu hành tăng trưởng, hay khiến chúng sinh nhiều phước sinh thiên, ít hơn làm vua cũng gọi chấp lạc. Chúa tể la sát hay ngăn việc ác, cũng gọi cha mẹ dạy bảo tu thiện, thể hiện quả báo, chư thiên ủng hộ các nghiệp thiện ác hiện tại vị lai. Hiện thọ quả báo, chư thiên hộ trì, nếu có việc ác, bỏ qua không hỏi. Không trì tội đó, không dạy pháp chánh, bỏ lìa pháp lành, tăng trưởng việc ác, nên khiến trong nước nhiều kẻ gian lận. Trời tam thập tam đều sinh sân hận, do vị quốc vương không trị kẻ. Gian trá đầy dẫy, phá hoại quốc gia, oán địch phương khác, tranh nhau xâm lược, tiền tài bảo vật của cái nhà mình, những bọn trộm cướp tranh nhau cướp giật, trị đời trúng pháp. Tránh những việc trên, nếu cứ dung túng, nước sẽ tiêu diệt, ví như voi dữ dậm đạp ao sen, như nổi gió bão, thường đổ mưa to, sao xấu xuất hiện, nhật nguyệt u ám, ngũ cốc trái cây trái đều không tươi tốt, do vua bất chánh khiến nước đói khát. Các cõi thiên cung đều sinh lo buồn, do vua bạo ngược không tu việc lành. Các vị tiên vương để bảo nhau rằng, vua này làm ác, làm bạn kẻ vì tạo điều ác, nên chư thiên giận, vì chư thiên giận nên nước suy bại, bên đào phi pháp, gian trá tranh cãi, tật dịch tai bệnh xảy ra trong nước. Chư thiên lập tức bỏ lìa vua này, khiến nước suy bại, sinh ra sầu khổ. Anh em chị em, vợ con quyến thuộc, lưu vong ly biệt, thân bị tiêu diệt, thường bị sao rơi, hiện hai mặt trời. Và cứ phương khác xâm lược nước ấy, nhân dân thường bị đói khổ dịch bệnh. Đại thần trụ cột bỏ đi nơi khác, do ngựa xe cổ, giây phút tan tành. Tài sản nhà cửa thuộc của quốc gia tranh nhau cướp đoạt, đa binh chết chóc, cái thứ ngôi sao trái mất thường lệ, cái thứ dịch bệnh lan tràn cả nước. Bọn người ân lộc lãnh chức đại thần, các bọn quan liêu chuyên làm phi pháp, làm ác như thế riêng được ân sủng. Những người tu thiện ngày càng suy giảm, giới kẻ làm ác lại sinh cung kính. Thấy người tu thiện tâm không đói đến, nên khiến thế gian tai biến nổi lên, tinh tú thất thường, mưa hung gió dữ phá hoại chánh pháp. Cam lồ tối thượng các loài súc sinh, phá chất đất màu, kính kẻ tệ ác, chế bai người lành, nên trời mưa dữ, đói khát dịch bệnh, lúa gạo quả hạt giảm mất chất vị, sinh nhiều thứ bệnh, đầy dẫy cả nước, cây trái ngon ngọt ngày càng giảm sút, chất vị đắng chát, mỗi lúc thêm nhiều. Những nơi công viên thắng cảnh ngoạn mục đang bị khô tàn, không thể vui được. Những đồ ăn uống có chất thượng vị dần dần sút kém, ăn không đủ bổ, nhan sắc xấu xí, khí lực suy kém. Phàm ăn uống gì không biết nhậm đủ, tinh lực mạnh mẽ đã bị tiêu mất. Trong nước đầy dẫy những bọn biến nhát, đủ các thứ bệnh bức bách thân thể, ác tinh biến động la sát lộng hành. Nếu có vị vua làm điều phi pháp, tăng trưởng ác đảng, tổn đạo trời người, ở trong bao cõi bị nhiều khổ não, vô lượng diệt ác
gọi là như thế. Đều do nhà vua dung túng quyến thuộc, tạo các việc ác, bỏ qua không trị. Nếu là người được chư thiên ủng hộ làm vua như vậy, trọn không làm ác. Có người tu thiện được sinh cõi trời, kẻ làm bất thiện đọa ba đường ác. Trời tam thập tam đều sinh ra đức, gia vua không ác, bỏ qua không răng. Trái nghịch chư thiên, trái lời cha mẹ, làm con bất hiếu, không thể trị chánh. Tạo việc gian ác, kẻ hoại quốc gia, không nên dung túng, phải trị tội nghiêm. Thế nên chư thiên hộ trì vô ấy để diệt pháp ác, vì tu nghiệp thiện chánh trị hiện thế. Vương vị càng tăng nên phải nói rõ nghiệp thiện bất thiện chỉ bày nhân quả, nên được làm vua, chư thiên hộ trì lân bang giúp đỡ, vì mình vì người tu chánh trị quốc, có kẻ hoại nước cần phải chánh giáo. Vì dân vì nước tu hành chánh pháp, không nên làm ác, không nên dung túng, có những việc khác không thể hoại nước. Nhân ác gian nhiều sau sẽ sụp đổ, khởi nhiều gian tham phá hoại quốc gia, ví như voi lớn dẫm phá ao sen, oán hận chư thiên nên thiên phiền não khởi các việc ác, giải đầy đầy dẫy quốc gia. Thế nên phải theo chánh pháp trị đời, dùng thiện trị nước, không theo phi pháp, thà bỏ thân mạng chẳng vì quyến thuộc. Người thân hay sơ, tâm thường bình đẳng, có người thân sơ dung hòa như một, chánh hạnh chăng sân lưu truyền ba cõi. Chánh pháp trị nước, nhiều người làm thiện, thường dùng thiện tâm chiêm ngưỡng quốc vương, hay khiến cõi trời ngày càng thêm nhiều. Thế nên chánh trị gọi là nhân vương. Tất cả chư thiên ái hộ nhân vương, cũng như cha mẹ ái hộ con mình, nên khiến nhật nguyệt và các ngôi sao xuất hiện đúng thời, không sai thường lệ. Mưa gió thuận hòa, không bị tai ách, làm cho quốc gia thành vương an lạc, lợi ích nhân dân, chúng đông chư thiên chính vì lẽ đó hộ cho quốc vương. Ta bỏ thân mạng, không nên làm ác, không nên bỏ lìa chánh pháp cao quý. Do nhờ chánh pháp, người đời được vui, thường được gần gũi người tu chánh pháp, chứa nhóm công đức, trang nghiêm bản thân đối với bà con, thường biết đầy đủ, phải xa người ác, tu hành chánh pháp, an ổn chúng sinh với các pháp lành, dạy bảo ngăn ngừa khiến xa điều ác. Do đó trong nước giàu mạnh an lạc, quốc dương cường thịnh, oai đức đầy đủ. Những người dân nào làm các việc ác cần phải ngăn chặn, giáo hóa đúng pháp, quốc vương sẽ được danh dự xứng đáng, khéo léo cai trị, an ổn chúng sinh. Phẩm 12 Thiện tập. Lúc bấy giờ Đức Như Lai lại vì địa thần nói những nhân duyên xa xưa bằng bài kệ: xưa ta từng làm chuyển luân thánh vương bằng bốn đại địa và cả biển lớn, lại ở thời đó dùng các vật báu trong khắp thiên hạ dân cúng chư Phật. Phàm khi bố thí, đem các vật quý đều xả bỏ hết, không hề luyến tiếc. Ở đời quá khứ, trong vô số kiếp, vì cầu chánh pháp, thường bỏ thân mạng, lại không thể nghĩ nhiều kiếp quá khứ. Có Đức Thế Tôn, hiệu là Bảo Thắng. Đức Thế Tôn ấy, sau khi Niết Bàn, thì có Thánh Vương tên là Thiện Tập. Thế lực chánh trị rất là rộng rãi, ở trong thiên hạ rất được tự tại. Vua ấy có thành tên Thủy Âm Tôn, ở trong thành ấy lo việc trị hóa. Đêm ngủ nằm mộng, nghe công đức Phật gia thấy tỳ kheo tên là Bảo Minh khéo léo tuyên dương chánh pháp Như Lai tên Kim Quang Minh, kinh điển nhiệm màu sáng như ban ngày, đều chiếu soi khắp chuyển luân thánh vương. Chiêm bao thấy mộng liền thức giấc dậy, thân tâm vui vẻ, vừa rời cung điện đến chỗ tinh xá, cúng dường cung kính các đại thánh chúng, hỏi các đại đức: trong đại chúng này có vị tỳ kheo tên là Bảo Minh thành tựu tất cả các công đức chăng? Lúc ấy Bảo Minh ở trong hang đá an tọa bất động, suy nghĩ chánh niệm, chuyên chú đọc tụng kinh Kim Quang Minh.
Có vị tỳ kheo liền dẫn nhà vua đi đến chỗ hang nơi Bảo Minh ở. Khi ấy Bảo Minh vẫn còn an tọa, dung mạo đặc biệt, oai đức rực rỡ. Tỳ kheo liền chỉ vị trong hang ấy là thầy Bảo Minh. Nhà vua đã hỏi: "Hay trì pháp màu, sở hành của Phật, kinh Kim Quang Minh, vua trong các kinh." Khi ấy nhà vua lập tức lễ kính tỳ kheo Bảo Minh và nói thế này: "Mặt như trăng tròn, oai đức rực rỡ, cuối sinh vì con trình bày rõ ràng kinh Kim Quang Minh, vua trong các kinh." Khi ấy Bảo Minh liền nhận lời tỉnh, hứa vị vua nói: "Kinh Kim Quang Minh, Tam Thiên Đại Thiên, thế giới chư thiên biết sẽ nói pháp, đều sinh hoan hỷ. Ở chỗ sạch sẽ, thanh tịnh vi diệu, dùng các vật báu trải trên mặt đất, nước thơm thượng hạng dùng đem rưới khắp, cái thứ hoa đẹp trải khắp chỗ đó." Khi ở nhà vua tự trải pháp tòa, treo các vàng cái trang hoàng đủ thứ tốt đẹp nhị màu, dùng các bột hương rải khắp xung quanh. Pháp tòa cao lớn, tất cả chư thiên, rồng và quỷ thần, ma hầu la già khẩn na la thảy trên trời rải xuống, hóa mạng đà la cùng khắp pháp tòa đầy cả nơi đó, không thể nghĩ bàn. Trăm ngàn vạn ức không thể tính kể, vô lượng chư thiên đồng thời đều đến họp chỗ nói pháp. Khi ấy Bảo Minh trong hang đi ra, chư thiên lập tức dùng hoa ta la đem dâng cúng dường tỳ kheo Bảo Minh. Lúc đó Bảo Minh tắm rửa thân thể, đáp y trang nghiêm đến chỗ pháp tòa, chắp tay kính lễ. Nơi pháp tòa ấy, tất cả thiên vương và các thiên nhân rải các hoa báu: hoa mạng đà la, đại mạng đà la, đại mạng thù sa, vô lượng trăm ngàn cái thứ kỹ nhạc ở trong hư không không gãy tự kêu. Tỳ kheo Bảo Minh, người sẽ thuyết pháp, liền lên pháp tòa, ngồi thế kiết già, gia niệm mười phương tiếng ức Thế Tôn, vô lượng chư Phật không thể nghĩ bàn. Đối với chúng sinh và vô thiện tập, cùng lãnh thổ vua cho đến tận cùng, nơi nhật nguyệt chiếu, khởi tâm đại bi, thời vị thuyết pháp, liền vì nhà vua trình bày giả nói kinh điển nhiệm hồ. Khi ấy đại vương vì được nghe pháp, ở trước tỳ kheo đứng thẳng chắp tay, chăm nghe chánh pháp, tán thán hay thay. Tâm vua buồn bã, khóc lóc lệ rơi, bỗng lại vui mừng, tâm ý hớn hở, vì muốn cúng dường kinh điển này vậy. Khế nhà vua dân ngọc như ý. Vì các chúng sinh phát đại thệ nguyện, nguyện ngày hôm nay có diêm phù đề, đều mưa vô lượng các thứ bảo vật, vàng ngọc bảy báu và ngọc anh lạc, cho nhân duyên ấy khiến cho tất cả vô lượng chúng sinh đều được sung sướng. Ngay trong lúc ấy liền mưa bảy báu, các thứ trang sức, mão trời, đai ngọc, đủ loại anh lạc của bà ngon ngọt, thảy đều đầy đủ khắp cả thiên hạ. Khi ấy nhà vua liền đem bảy báu vô lượng như vậy đầy cả thiên hạ, đem dùng bố thí cúng dường tam bảo trong thời mạt pháp Đức Phật Bảo Thắng. Tỳ kheo vị vua thuyết pháp khi ấy là Phật A Xúc. Hiện bây giờ đây, còn vô thiện tập người nghe tội pháp, nay chính thân ta Thế Ca văn đây. Ta lúc bấy giờ bỏ cả đại địa, báu đầy thiên hạ, đem ra bố thí, mới được nghe kinh Kim Quang bên này. Nghe kinh này rồi, xưng rằng lành thay, vì do giấc duyên, giấc ăn là đấy, thân được sắc vàng trong phước trang nghiêm, thường được vô lượng trong ngàn vạn ức các loại chúng sinh đều ưa xem thấy, đã được thấy rồi không có nhàm chán. Quá khứ 90 chín ức tiên kiếp, tôi được làm vị chuyển luân thánh vương, cùng ở vô lượng trong trăm ngàn kiếp, thường được tổng lãnh các tiểu quốc vương không thể nghĩ bàn. Nhiều kiếp thường làm tất đề hoàng nhân, và vô tình phạm lại thường gặp được mười phương Thế Tôn, vô số vô lượng không thể tính đếm, được các công đức vô lượng vô biên đều do nghe kinh và xưng lành thay. Như ta đã nguyện thành tựu bồ đề và chánh pháp thân, nay ta đã được.
Phẩm 13 Quỷ Thần. Bây giờ Phật bảo công đức thiên rằng, nếu thiện nam thì nữ nào muốn dùng những thứ phẩm vật cúng dường quý báu, không thể nghĩ bàn để cúng dường Phật quá khứ, vị lai và Phật hiện tại, cũng như muốn biết hạnh nguyện sâu xa ba đời chư Phật, thì người ấy cần phải quyết định chí tâm, tuy chỗ nào có phổ biến kinh này, hoặc nơi thành tị thôn làng tu gia, hoặc ở chỗ trống chánh niệm không loạn, chư tâm nghe kinh pháp màu nhiệm này. Khi ấy Thế Tôn trùng tuyên nghĩa này nên nói kể rằng, nếu muốn cúng dường tất cả chư Phật, muốn biết hạnh nguyện chư Phật ba đời, cần phải đi đến thành tị sấm làng chỗ có kinh này, chỉ tâm nghe thọ kinh nhiệm màu này, không thể nghĩ bàn công đức rộng lớn vô lượng vô biên, hãy khiến tất cả chúng sinh giải thoát, vượt vô lượng khổ biển lớn các cõi. Kinh này sâu xa, đầu giữa sâu thiện, không thể nói được. Thí dụ so sánh, giả sử hằng hà vi trần đại địa, nước các biển lớn, tất cả các núi, những vật như thế không thể ví dụ. Để nhập kinh này, tức nhập pháp tánh, thâm hiểu pháp tánh, an trú pháp tánh, tức ở trong kinh kim quang minh này, mà được thấy Ta Thích Ca Mâu Ni A Tăng kỳ kiếp, không thể nghĩ bàn. Sinh trong trời người, thường được vui sướng vì hay được nghe tinh điểu kinh này. Như vậy chỗ nhóm vô lượng công đức, không thể nghĩ bàn, đều đã đạt được. Tuy ở chỗ nào hoặc đấm gió tuần, dẫu lửa cháy khắp, cần phải vượt qua, hoặc đến sấm làng, hoặc A Lan Nhã, đến tại pháp hội, chư tâm nghe giảng. Vì nghe kinh này, ác mộng độc dược, các thứ sao xấu, tai biến tật dịch, tất cả các việc đều bị tiêu diệt. Tại chỗ đạo tràng, ngồi trên pháp tòa, viết kinh điển này, viết chép độc tụng. Vì pháp sư ấy nếu xuống pháp tòa, khi ấy đại chúng cũng thấy nơi đó vẫn có người tuyết, hoặc Phật Thế Tôn, hoặc thấy tượng Phật, tượng chư Bồ Tát, Bồ Tát Phổ Hiền, Văn Thù Xá Lợi, Đại Sĩ Di Lặc và các hình tượng, thấy đủ tất cả những việc ấy xong, lập tức biến mất, trở lại như trước, thành tựu tất cả công đức như thế, lại được chư Phật đồng thanh khen ngợi, hoài đức tướng mạo vô lượng cho biên, danh gian cùng khắp, hay trừ oan gia oán tạc vương khác, hay khiến lui tan thân lực mạnh mẽ, phá được cường địch ác mộng tâm phiền, vô lượng nghiệp ác, việc ác như vậy đều được tiêu diệt. Để vào quân trận thường hay thắng giặc, danh vang cùng khắp cõi chiếm phù đề, cũng hay đánh dẹp tất cả oán địch, xa các việc ác, tu các việc lành, vào trận được thắng, tâm thường vui vẻ. Đại Phạm Thiên Vương, trời tam thập tam, bốn du hộ thế, kim cang mật tích, chư vương quỷ thần, đại tướng tán chỉ, quỷ thiền Na Anh, già khẩn Na La, rồn A Nậu Đạt, vô ta kiệt la, vô ca lậu la, thiên thần đại biện, và trời công đức, các vị thiên thần. Thường thụ như thế, thường nên cúng dường người thuyết pháp này, sinh trưởng tháp pháp, không thể nghĩ bàn, chúng sinh xem thấy, cung kính hoan hỷ. Các vị thiên vương cũng đều suy nghĩ rồi bảo nhau rằng, khiến chúng sinh này đều được thành tựu do lượng oai đức. Nếu hay đi đến chỗ pháp hội ấy, người như thế là thành tựu thiện căn. Nếu có người nghe cơn sâu xa này, sửa soạn trang nghiêm đến chỗ pháp hội, tâm sinh chánh tín, không thể nghĩ bàn, cúng dường cung kính. Tháp pháp vô thượng, đại bi như vậy, lợi ích chúng sinh, tức là kho chứa do lượng pháp bảo, nhập vào pháp tánh sâu xa vô thượng, do dùng tịnh tâm nghe kinh điển này, những người như thế đều đã cúng dường vô lượng trăm ngàn chư Phật quá khứ. Do thiện căn ấy, do lượng nhân duyên, nên mới nghe thọ kinh Kim Quang Minh. Chúng sinh như vậy thường được vô lượng chư thiên thần vương ái kính hộ vệ, đại biện công đức, thiên vương hộ thế, do lượng quỷ thần và các lực sĩ ngày đêm siêng năng ủng hộ bốn phương, khiến không tai họa, hàng lìa cảnh khổ, tích đề hoàng nhân và nhật nguyệt thiên di ma la vương, các thần gió nước thiên thần vi đà và tỳ nữ thiên, thiên thần đại biện và tự tại thiên,
thần lựa hết thảy, đại lực dũng mãnh, thương hộ thế gian, ngày đêm không rời. Đại lực hủy vương, thần Na La Diên, Mê Hê Thủ La, 28 bộ, tất cả quỷ thần, tán chỉ đứng đầu. Trăm ngàn quỷ thần, thần thúc đại lực, ủng hộ tất cả, khiến không sợ sệt, kim can mở tích. Đại quỷ thần vương, cùng với quyến thuộc, 500 độ đảng, tất cả đều là những đại Bồ Tát. Cũng đều ủng hộ người nghe kinh này, Mani Bạc Đà, Đại Quỷ Thần Vương và Kim Tỳ La, A La Bà Đế, Tăng Đầu Lô Dạ, Đại Thần Huỳnh Đậu, mỗi mỗi vị thần đều có 500. Quỷ thần quyến thuộc cũng thường ủng hộ người nghe kinh này, Chất Đa Tư Na, A Tu La Vương và Càn Thác Bà, Na La La Xà, Kỳ Na Ta Bà, Ma Ni Càn Đà, Gia Ni Kiền Đà, Đại Thần Chủ Mơ, Đại Thần Ẩm Thực, Maha Dạ Tra, Kim Sát Phát Thần. Bán Kỳ Quỷ Thần và Bán Chi La, Sa Bát La Bà, Con Ai Đức Lớn, Bà Na Lợi Thần, Đà Ma Bạc La, Ma Kiệt Bà La, Châm Phát Quỷ Thần, Tú Lợi Mật Đa, Lạc Na Sế Sa, Maha Bà Na, Và Quân Đà Giá, Kiếm Ma Sa Đế, lại có đại thần Sa La Mật Đế, He Ma Bạc Đà, Tát Đa Kỳ Lê, Đa He Ba Lê Ba He, Na Dạ Bạc La, Chi La Ma Dạ, Ương Quật Ma La. Những vị thần ấy đều có vô lượng thần túc đại lực, thường hay ủng hộ những người nghe thọ kinh màu nhiệm này. Rồng A Nậu Đạt, vua Ta La Dạ La, vua Mục Chân Lân, vua Thi Bát La, vua Rồng Nang Đà, vua Bạc Na Đà. Tất cả như vậy, trăm ngàn vua rồng dùng đại thần lực thường đến ủng hộ người nghe kinh này, ngày đêm không rời. Ba Lợi La Hầu, vua Atula, Tìm Hai Chất Đa, cho đến Mậu Chỉ, Tìm Ma Lợi Tử, Maha Lê Tử, Khư La Đằng Dạ, cho đến Kiền Đà, tất cả đều là vua Atula, có thần lực lớn thường đến ủng hộ người nghe kinh này, ngày đêm không rời. Ha Lợi Đế Nam, các mẹ con quỷ và 500 thần thường đến ủng hộ người nghe kênh này, hoặc ngủ hoặc tức. Đại quỷ Chiến Đà và Chiến Đà Lợi, các cưu la nữ, cưu la đàn đệ, hút tinh khí người. Những quỷ thần ấy đều có oai đại lực, thường hay ủng hộ người thọ trì kinh. Mười phương thế giới, các trời đại biển, vô lượng thiên nữ, các trời công đức, đều cùng quyến thuộc địa thần Kiến Lao, những vị đại thần, vương đường trái hạt, các vị thần ấy, sinh tâm hoan hỷ, đều đến ủng hộ. Người nào mến ưa, gần gũi kênh này, thì chính người ấy, tăng mạng sắc lực, công đức oai dung, trang nghiêm khác thường. Các thứ ngôi sao, tai quái biến dị, đều bị biến mất, không thể lưu hại, đêm nằm mộng chữ, tức gì dậy lo buồn. Việc ác như vậy, thể đều tiêu diệt, địa thần đại lực, vì thế rất nhiều, thế phần rất nhiều. Vì sức kinh này biến được chất vị khắp cả đại địa, đến cõi Kim Cang, dày 16.8 vạn do tuần, bao nhiêu khí vị biến khắp trong đó, đều khiến tuôn ra đượm nhuần chúng sinh. Nhờ sức kinh này khiến được vị đất đều hiện trên mặt, dày trăm do tuần, còn khiến chư thiên được tinh khí nhiều, đầy đủ thân lực, vui vẻ an lạc. Trong Diêm Phù Đề có các vị thần tâm sinh vui vẻ, thọ lạc vô lượng. Vì sức kinh này, chư thiên hoan hỷ, trăm giống lúa trái đều được tốt tươi, tầm lâm ruộng vườn, bông hoa nụ rỡ, mùi thơm ngào ngạt, đầy khắp tất cả trăm thứ cỏ cây, sinh trưởng tốt tươi, mềm mại ngay thẳng, không có tà vậy. Trong Diêm Phù Đề có các long nữ, vô số vô lượng không thể nghĩ bàn, tâm sinh hoan hỷ, mừng rỡ không lường khắp mọi nơi chốn, ao hoa trang nghiêm. Ở trong ao ấy sinh đủ thứ hoa, hoa ưu bát la, hoa ba đầu ma, hoa co vật đầu, hoa phân đà lị. Ở nơi cung điện trừ các mây mù, khiến trong bầu trời không có bụi che, bốn phương trong suốt, sáng sủa sạch sẽ, mặt trời chói lọi, phần phóng ngàn ánh sáng,
dần vần đẹp đẽ, xoa chỗ tối tăm, giang diêm phù đàn, dùng làm một cung điện, ở vào trong đó công đức vô lượng cả Nhật Thiên Tử, cho đến Nguyệt Thiên, vì nghe kinh này, tinh khí đầy đủ, Nhật Thiên Tử này, xuất diêm phù đề, tâm sinh vui vẻ, phóng ra vô lượng, ánh sáng bổ khắp, chiếu soi các phương, ngay lúc xuất hiện, phóng lưới ánh sáng, làm nở hoa sen, ở trong các ao, trong diêm phù đề, gió lượng trái hạt, tùy thời thành thục, chúng sinh no đủ. Khi ấy nhật nguyệt chiếu sáng rực rỡ, ngôi sao xuất hiện, không sai thứ lấp, mưa gió thuận hòa, phong phú hưng thạnh, giàu có của cải, không hề thiếu thốn. Kinh Kim Quang Minh. Nhiệm màu như vậy, tùy ở nơi nào, giảng tụng phổ biến, cảnh trí nước ấy liền được tăng trưởng, vô lượng công đức như đã nói trên. Phẩm 14. Thọ ký. Lúc bấy giờ, Đức Như Lai vì Bồ Tát tính tướng, và hai người con Ngân Tướng, Ngân Quang, mà thọ ký thành chánh đẳng chánh giác. Khi ấy liền có 10.000 thiên tử oai đức đầy đủ, là bậc thượng tổ đều từ cung trời đảo lợi đi đến, đảnh lễ chân Phật luôn ngồi một bên. Bây giờ Phật bảo Bồ Tát tinh tướng, ông ở đời sau trải qua vô lượng trăm ngàn vạn ức na do tha kiếp, không thể tính kể. Ở thế giới kim chiếu sẽ thành chánh đẳng chánh giác, hiệu là Kim Bảo Cái Sơn Vương Như Lai ứng cúng trên miếng tri, minh hạnh tốt thiện thể tới chán giải vô thượng sĩ điều ngự trùng phu tiên nhân sư Phật Thế Tôn, cho đến sau khi Đức Phật ấy nhập Niết Bàn, chánh pháp tượng pháp đều đã diệt hết, trường tưởng ngân tướng sẽ ở cõi ấy thành Phật kế tiếp. Thế giới bây giờ sẽ đổi tên là Tịnh Tràng, Phật hiệu là Kim Phù Đàn Kim Tràng Quang Chiếu Minh Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh tốt thiện thể tới chán giải vô thượng sĩ điều ngự trùng phu tiên nhân sư Phật Thế Tôn, cho đến sau khi Đức Phật ấy nhập Niết Bàn, chánh pháp tượng pháp cũng đều diệt hết. Còn tướng Ngân Quang sau đó tiếp theo kế tiếp thành Phật thế giới bây giờ như cũ không khác, Phật hiệu là Kim Quang Chiếu Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh tốt thiện thể thế gian giả do thượng sĩ đồng vụ trưởng phu tiên nhân sư Phật Thế Tôn. 10.000 thiên tử này sau khi nghe ba vị đại sĩ được thọ ký xong, lại nghe kinh Kim Quang Minh như vậy, nghe rồi vui vẻ, sinh tâm quý trọng, không bị có nhiễm, như ngọc lưu ly trong suốt không ngại cũng như hư không. Bây giờ biết 10.000 vị thiên tử này được thiện căn thuần thục, Như Lai liền thọ ký cho những vị đó. Này các thiên tử, các vị đời sau quả tăng kỳ trăm ngàn vạn ức na cho tha kiếp sẽ thành chánh giác. Ở thế giới này đồng chung một nhà, một họ một tên hiệu là Thanh Mục Ưu Bát La Hoa Hương Sơn Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh tốt thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường phu tiên nhân sư Phật Thế Tôn. Như vậy tuần tự xuất hiện ra đời kẻ đủ vạn Phật. Lúc bấy giờ tại đạo tràng có vị tầng cây bồ đề tên là Đẳng Tăng Ích Mạch. Kinh bạch Thế Tôn, 10.000 vị thiên tử này ở trên cung trời đảo lợi vì nghe pháp nên tập trung đến đây, sao Như Lai liền thọ ký cho họ. Kinh bạch Thế Tôn, con chưa từng nghe các vị thiên tử này tu hành đủ sáu pháp la mật, cũng chưa từng nghe họ bỏ tay chân đầu mắt tủy não vợ con yêu quý của cải lúa gạo phải lụa vàng bạc lưu ly sa cừ mã não trân châu san hô ngọc trang ngọc bích và đồ ăn uống ngon ngọt mền chiếu áo quần thuốc thang chữa bệnh voi ngựa xe cổ nhà cửa điện đền giường rừng ao suối tôi tớ người hầu như vô lượng các vị bồ tát khác dùng đủ thứ đồ cúng dường nuôi sống cung kính cúng dường quá khứ vô lượng trăm ngàn vạn vô số bộ chư Phật. Kinh bạch Thế Tôn, bồ tát như thế ở đời vị lai cũng bỏ vô lượng những vật quý trọng đầu mắt tủy não vợ con yêu quý của cải lúa gạo giải lụa cho đến tôi tớ lần lượt tu hành thành tựu sáu ba la mật, thành tựu như thế rồi lại trải qua công tu khổ hạnh vô lượng kiếp số sau mới thọ ký thành Phật. Kinh bạch Thế Tôn, những vị thiên tử này nhờ nhân gì tu những căn lành thủ thắng nào mà từ trên trời kia vừa đến nghe pháp liền được thọ ký? Kính mong Thế Tôn vì con giải nói để cho con được dứt sự nghi ngờ. Bây giờ Phật bảo thần cai thiện nữ thiên rằng, đều có nhân duyên, có căn lành thù thắng, do tùy tướng tu. Vì sao?
Các thiên tử này đã từ con trời và các chú thú thú vui năm dục trên ấy. Cô đã nghe kinh Kim Quang Minh này, được nghe kinh rồi là còn tịnh tâm quý trọng kinh này, như tuyết tu hành trở lại được nghe thọ ký ba vị đại Bồ Tát này, cũng do nhân duyên thuở quá khứ phát tâm thệ nguyện, cho nên nay đều được ta thọ ký cho các vị ấy ở đời vị lai sẽ thành chánh giác. Phẩm 15 trừ bệnh. Phật bảo thần Ca Bồ Đề đạo tràng thiện nữ thiên rằng: Này thiện nữ thiên, lắng nghe khéo ghi nhớ lấy. Ta sẽ vì ngươi nói những nhân duyên thệ nguyện xa xưa đã qua vô lượng vô số kiếp quá khứ không thể nghĩ bàn. Lúc bấy giờ có Đức Phật ra đời hiệu là Bảo Tán Như Lai, ứng cúng chín biên trên minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trụ phu thế nhân sư Phật Thế Tôn. Này thiện nữ thiên, lúc đó sau khi Phật nhập Niết Bàn chánh pháp diệt rồi, trong thời tượng pháp có vua tên là Thiên Tự Tại Quang, tu theo chánh pháp như pháp trị đời, nhân dân hòa thuận hiếu dưỡng cha mẹ. Trong nước ấy có một vị trưởng giả tên là Trì Thủy, giỏi nghề thầy thuốc cứu chữa các bệnh, phương tiện biết rõ tứ đại tăng giảm. Này thiện nữ thiên, khi trong nhà trưởng giả Trì Thủy sinh ra được một người con trai tên là Lưu Thủy, thân thể thù thắng đoan chánh bậc nhất, hình sắc đẹp đẽ đầy đủ oai đức, bản tánh thông minh, thấu hiểu các thứ sách luận toán số, biết các kỹ nghệ, tất cả mọi thứ đều được thông đạt. Khi đó trong nước bị nạn dịch bệnh, vô số chúng sinh không ai tránh khỏi bị bệnh bức bách khổ não vô cùng. Này thiện nữ thiên, Lưu Thị con của vị trưởng giả ấy thấy các chúng sinh bị bệnh khổ sở không lường như thế, và các chúng sinh sinh lòng đại bi liền suy nghĩ: vô lượng trăm ngàn chúng sinh bị các khổ não như vậy, cha ta tuy giỏi thầy thuốc có thể chữa các bệnh nhân, biết rõ bốn đại bệnh hoạn tăng giảm, do nay tuổi già suy yếu khô gầy, da héo mặt nhăn, ốm o lập cập đi đứng tới lui cần phải nương ghế chống gậy, mệt mỏi khốn đốn không thể đến các thành ấp xóm làng, mà nay vô lượng trăm ngàn chúng sinh gặp phải trọng bệnh không ai cứu chữa, từ nay phải đến thưa hỏi thân phụ những phương thuốc bị yếu trị bệnh. Thưa hỏi biết rồi sẽ đi đến các thành ấp xóm làng chữa cho chúng sinh đã mắc trọng bệnh, làm cho họ được thoát khỏi cảnh khổ. Khi đó con vị trưởng giả suy nghĩ như thế rồi, liền đến chỗ người cha làm lễ xong, đứng lui qua một bên, vòng tay thưa hỏi: Nhờ việc tăng giảm của thân tứ đại, xin phụ thân dạy. Ông nói kệ rằng: Làm sao biết được tứ đại các căn suy tổn bao tiêu hao mà bị các bệnh? Làm sao biết được thời tiết ăn uống, hoặc ăn ăn xong lửa thân không diệt, làm sao biết được trị phong và nhiệt, nước dư bệnh phổi và các bệnh khác, khi nào phong động, khi nào nhiệt động, khi nào thủy động, làm hại chúng sinh? Bây giờ người cha liền dùng kệ tụng và nói phương thuốc mà đáp cho con: 3 tháng là hạ, 3 tháng là thu, 3 tháng là đông, 3 tháng là xuân, 12 tháng này kể từ 3 tháng theo số như vậy, 1 năm 4 thời, nếu từng 2 tháng thì đủ 6 thời. 3 tháng thuộc xưa lấy theo 2 tháng, tùy thời tiết ấy, ăn uống nghỉ ngơi thì được khỏe mạnh. Y phương đã nói, tùy thời trong năm các căn tứ đại tăng giảm hư hoại, khiến thân mắc bệnh có thầy thuốc giỏi, tùy thuận 4 thời, 3 tháng nuôi dưỡng, điều hòa 6 đại, tùy bệnh ăn uống và dùng thuốc thang. Người bệnh phong nhiều, mùa hạ phát động. Người bệnh nhiệt nhiều, mùa thu phát động. Người nhiều chứng bệnh, mùa đông phát động. Người bị bệnh phổi, mùa xuân thêm nặng. Người bị bệnh phong, mùa hạ nên uống chất béo, muối giấm và ăn đồ nóng. Người có bệnh nhiệt, thu uống cam lạnh. Có nhiều chứng bệnh, đông uống giấm đường. Mùa xuân bệnh phổi, uống chất cay nóng. Sau khi ăn no thì phát bệnh phổi, khi ăn tiêu rồi thì phát bệnh nhiệt, con đói đã qua thì phát bệnh phong. Vốn đã như thế, tùy 3 thời phát. Bệnh phong ốm yếu dùng chất sơ béo, bệnh nhiệt hạ xuống trái a liên lạc. Nhiều bệnh nên uống 3 thứ dược liệu diệu dược là chất ngọt cay.
và các chất béo, bệnh phổi nên uống các chất vị nhờn. Nếu bị phong nhiệt, bệnh phổi đồng phân, trái thời mà phát nên phải nhờ thầy thì bệnh chuyên chữa cơm cháo thuốc thang. Này thì nữ tiên, bây giờ Lưu Thủy con ông trưởng giả hỏi về phương thuốc và sự tăng giảm của thân tứ đại. Do nay biết rõ được các phương thuốc, khi biết các phương thuốc rồi, ông ta đi khắp trong nước từ thành thị đến thôn quê hiểu lắm, nơi nào có những chúng sinh bệnh khổ thì ông thăm hỏi an ủi mọi người và nói rằng: tôi là thầy thuốc đây, tôi là thầy thuốc biết các phương thuốc, nay sẽ vì người chữa bệnh cứu giúp, trừ cho bệnh lành. Nay thì nữ thiên chúng sinh lúc ấy nghe ông Lưu Thủy thăm hỏi an ủi, hứa chữa lành bệnh nơi các bệnh nhân, sinh tâm vui vẻ mừng rỡ không lường. Bây giờ có vô lượng chúng sinh gặp phải trọng bệnh, được nghe nói thế sinh tâm hoan hỷ, trong người nhẹ nhàng, tất cả bệnh hoạn đều được tiêu trừ, bình phục như thường, khí lực đầy đủ. Lạy thiện nữ thiên, lại có vô lượng trăm ngàn chúng sinh bệnh khổ nặng nề khó chữa lành được, liền dẫn đem đến chỗ nhà trưởng giả. Ông đem rượu dược ra trao bảo uống, uống xong bệnh nhân liền được bình phục. Này thì nữ thiên, ông Lương Thủy đã ở trong nước ấy tường chữa tất cả bệnh của chúng sinh đều được an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Kim Quang Minh quyển 3. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên nền bốn ân nặng chiếu cố của ba đường, nếu có ai thấy nghe được phước tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sinh giả cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Kinh Kim Quang Minh. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo.